tình cũ nào gửi thư cho anh. Anh về ghê mẹ. Cũng anh, lần nào đi Vũng Tàu cũng rồi ghé vô Long Thành để mua ba cái kẹo này. Mua ở đây là chính đất Long Thành luôn rồi mà còn chê. Như đây là kẹo sữa mềm Domil, được sản xuất từ sữa bò tươi nguyên chất. Tuy nhiên bà ta. Ồ, hay quá ta. Ngoài kẹo ngon thì con còn có thể khám phá cung đường mới, văn miếu Trấn Biên, hộp kẹo sữa và bánh sữa thiết kế như lá thư để giới thiệu những cảnh đẹp của quê hương Đồng Nai. Vợ thích ăn kẹo sữa ít đường thì có hộp xanh biển này nha. Dạ con màu đau. Vợ thấy chưa? Con vừa ăn kẹo sữa bổ dưỡng mà còn biết học màu. Coi phía sau có cầu gền, làng bè la ngà nữa nè. Kẹo thì có đậu phộng bùi bùi, dạng thanh dài là bánh sữa mềm xốp, ngậm vào là tan ngay trong miệng, vị ngọt vừa phải. Anh lớn ăn mà còn ghiền nữa, nói chi tuổi nhỏ. Chưa hết, Domil còn có bánh sữa sầu riêng mẹ thích nữa nè. Thấy gì không? Quá trình phân loại sầu riêng ở Đồng Nai chứ gì. Mà công nhận này, bánh sữa hộp vừa đẹp vừa thơm ngon. Màu gì? Màu gì? Màu ngọt. Wow. Đẹp quá. Trời ơi, con gái giỏi dữ vậy ta. Biết hết trơn các màu luôn. Có thêm bánh sữa gạo lứt gắn liền với hình ảnh cầu Hiệp Hòa. Bánh sữa đậu xanh thì có hình hồ Trị An. Nhờ vậy mà cả gia đình mình biết được thêm nhiều cảnh mới. Như mở ra coi hình trong album hồi xưa vậy á. Lợi quá lợi. Vậy mới mốt tắm biển về là phải tấp vô Long Thành săn Domil thêm được phải không vợ?